Vâng, xin chào tất cả quý bà con và các bạn quê ông trên mọi miền Tổ quốc. Thế hôm nay là thứ sáu, ngày 14 tháng 8 2023 dương lịch. Ngoài trời thì mưa rất là to và có thể là kéo dài. Thế thì tôi hôm nay là có lịch là đáng nhẽ phải cho ông ăn phấn bột lần thứ ba nhé, lần thứ ba để duy trì không để cho đàn ông bị ngưng đẻ, để có các cái lớp nhộng kế tiếp. Đấy. Vì thời gian này nó phụ thuộc vào cái nguồn mà con người bổ sung thôi, để sao giữ được cái thế đàn mạnh, sao qua hè được cho tốt bà con nhé. Thế thì do mưa nhiều không ra trại được cho ăn được, thế nên là tôi cũng làm cái video về kiến thức sinh học, về kiến thức sinh học. Cái kiến thức sinh học mà rất cần thiết cho những bà con mà mới nuôi ong thì cần phải tìm hiểu để mà áp dụng vào cái việc nuôi ong, làm sao cho nó hiệu quả. Đấy, làm sao cho hiệu quả. Về cái phương pháp truyền đạt thì báo cáo bà con là tôi sẽ nói vo không có phấn bảng nhé. Còn về phía bà con là bà con ta lắng lắng nghe và tiếp thu bằng cách là nhập tâm, bằng cách nhập tâm cũng không ghi chép. À, không ghi chép mà học cách nhập tâm thì nó còn nhớ lâu. Đây là học theo cái cách là học cách tư duy mà tôi cũng đã từng tham gia các cái lớp, các cái chương trình tập huấn cũng từ cái dự án JICA Nhật Bản, do người giảng người Nhật Bản người ta truyền đạt. Người ta cũng không sách vở, người ta cũng không phấn bảng, người ta không sách vở. Đấy, thì như vậy là tôi đã tập huấn cái lớp như thế này và cũng truyền đạt cho bà con những cái vùng sâu vùng xa ở tỉnh Hòa Bình cũng mấy chục năm nay rồi. Đấy. Thế thì cái tài liệu sách trước đây đấy thì tôi nói lại một cái tài liệu sách trước đây, chứ còn bây giờ thì lâu lâu lắm tôi không tham khảo cái sách trước đây, nhưng mà cũng là cái nền gốc thì nó cũng là khoa học kỹ thuật, nó là tam sao thất bản sang các cái sách khác thôi. Cho nên cái sách mới thì tôi không tham khảo, mà tôi truyền đạt bà con những cái tài liệu cũ trước đây là mấy chục năm rồi. Đấy, thì tôi chỉ nhớ trong đầu là truyền đạt lại cho bà con. Thế thì hôm nay đấy là với cái chủ đề là sự ra đời của con ong thợ. Đấy. Và cái sự hoạt động của nó trong vật ong như thế nào. Thế thì báo cáo bà con là trong vật đàn ong đấy là nó có 3 cấp. Đấy. Nếu như các động vật khác, cả các loại sinh vật học khác thì nó chỉ có 2 cấp thôi, cấp giống đực và cấp giống cái. Nhưng mà riêng cái ong mật, côn trùng thì nó lại có 3 cấp. Trong đàn ong có 3 cấp, là tôi gọi là giống đực, giống cái, và ngoài giống đực giống cái ra thì nó lại có một cấp ong thợ. Đấy, báo cáo bà con là trong đàn ong thì nó có 3 cấp. Thế thì hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái cấp ong thợ. Thì cấp ong thợ nhé, nay là nghiên cứu ở cấp ong thợ đã. Thế thì báo cáo nay bà con là hôm nay là phần 1, sự ra đời của cấp ong thợ. Đấy. Thế thì đi vào cái phần nghiên cứu của nó thì trước tiên bà con là chúng ta định nghĩa được là cấp ong thợ nó như thế nào. Thế còn có câu định nghĩa thế này này, định nghĩa ong thợ cũng là một con ong cái, nhưng bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh nên nó không có khả năng duy trì sự tồn tại của giống nòi. Nó cũng là một ong cái nhưng nó không duy trì được sự tồn tại của giống nòi, vì vậy thì nó chỉ làm việc theo cái từng cái độ tuổi nhất định trong cái đàn ong. Thế thì báo cáo bà con là nó không có khả năng duy trì sự tồn tại của giống nòi, nhưng nó cũng đẻ được, nhưng đây cái bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh, nó không được thụ tinh. Nhưng mà khi ong chúa mất, vì sao nó đẻ, cái giai đoạn mà chúa mất lâu ngày
thì lúc này là Chúa không đẻ thì nó tự tôn sùng con ông thợ già, nó nuôi dưỡng bằng chất sữa Chúa thì nó lại phát triển thành con đẻ được đấy. Chứ cái chỗ này tôi nói vắn tắt cho bà con hiểu là nó như thế, nó không được con cái nhưng nó vẫn đẻ được nhé. Thế ta đã định nghĩa ra rồi. Thế thì về cái một ta đi về 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 nghiên cứu cái sự trưởng thành của nó nhé. Thế sự trưởng thành của một cấp ông thợ từ trứng đến trưởng thành thì một là trứng nó đẻ từ con Chúa được được thụ tinh vào cái lỗ văng ở có kích thước nhỏ, kích thước nhỏ thì 3 ngày đầu nó là trứng, trứng ngày đầu nó nằm đứng, trứng ngày thứ hai nó nằm nghiêng, ngày thứ ba nó nằm ngả ra và nó sẽ nở thành con ấu trùng nhỏ tuổi. Ấu trùng nhỏ tuổi này là nó nằm trong 3 ngày, nó nằm trong 3 ngày nhé bà con nhé. Thì trứng nở ra là 3 ngày trứng, 3 ngày trứng nó nở ra thì đến ngày thứ tư nó là cái ấu trùng nhỏ tuổi. Đấy, ngày thứ tư từ trứng cái ngày đầu nó là ấu trùng 1 ngày tuổi và ấu trùng 2 ngày tuổi, ấu trùng 3 ngày tuổi, đây người ta gọi là ấu trùng nhỏ tuổi. Ấu trùng nhỏ tuổi, cho nên là khi mà ta làm Chúa là ta cứ kêu cái ấu trùng nhỏ tuổi ra đây đấy, ấu trùng nhỏ tuổi đấy. Nhưng mà cho ấu trùng nhỏ tuổi 3 ngày đầu nó được ăn sữa Chúa đặc biệt, sữa Chúa đặc biệt do ông thợ 3 ngày do cái ông thợ nhé, ông thợ nhỏ tuổi từ 6 ngày đến 12 ngày tuổi nó tiết sữa ở từ tuyến hậu đến nuôi, nó đổ vào đấy để cho ông này tự ăn nhé bà con nhé. Đấy, và con ong nó sẽ tự ăn. Thì mời bà con đã xem là con ong thợ nó tự ăn thế nào, thì bà con sẽ xem một đoạn video nhé. Vâng, đây là hình ảnh 3 ngày đầu mà ong thợ được ăn sữa Chúa nhá. Đến ngày thứ tư thì chúng cắt khẩu phần nhé bà con nhá. Đấy, bà con vừa xem một cái đoạn video là trong cái 3 ngày tuổi là ong thợ tiết sữa vào lỗ văng đó, là ông con ong thợ tự ăn trong 3 ngày tuổi, à con ong cái ấu trùng nhỏ tuổi ăn 3 ngày đầu đó. Cho nên bà con làm Chúa thì lưu ý là ta khêu con Chúa 1 ngày tuổi nhé. Đấy, ta gọi là cái giai đoạn 3 ngày là giai đoạn ấu trùng nhỏ tuổi nhé bà con nhé. Thế còn giai đoạn này mà bị bệnh, người ta gọi là ấu trùng nhỏ tuổi, là cũng ở cái giai đoạn này. Ấu trùng nhỏ tuổi mà bị bệnh ấu trùng nhỏ tuổi nó cũng nằm ở cái giai đoạn này bà con nhé. Đấy. Thế thì đến ngày thứ tư trở đi nhỉ, cái giai đoạn 3 là đến ngày thứ tư trở đi thì con ong tiết sữa để nó cắt khẩu phần không tròn nữa, nó cắt khẩu phần nó không tròn nữa, nó không tròn sữa Chúa nữa. Đấy, nó giao nhiệm vụ cho cái ong thợ từ 3 đến 6 ngày tuổi, đã là chuyển cho con khác nuôi, nó chuyển sang cái con ong thợ 3 ngày đến 6 ngày tuổi nuôi dưỡng thì nó chăm sóc bằng lương ong và con nhé, nó chăm sóc bằng lương ong. Bằng lương ong và 1 ngày đêm thì cái lỗ văng này các con ong thợ ra nó chăm sóc, nó mớm, nó lấy lương ong tức là bằng sữa và bằng phấn hoa của mật ong, nó nhào luyện, nó cho ăn, ta gọi là lương ong đấy. Nó ra vào cái lỗ này 1 ngày đêm nó phải 200 lần 200 200 lần chăm sóc cái con ấu trùng lớn tuổi này đấy. Bà con có tưởng tượng là nó chăm sóc mức độ như nào không? 1 ngày đêm nó vào cái lỗ văng nó chăm sóc cái con ấu trùng lớn tuổi đó 200 lần trên 1 ngày đêm đấy. Thế nhưng mà biết được là làm nó như thế nào. Thế trong cái giai đoạn này đấy, trong cái giai đoạn này đó, là cái giai đoạn 5 ngày, 5 ngày nó phải chăm sóc cái ấu trùng tuổi lớn này. Trên báo cáo bà con là cái bệnh ấu trùng túi thì nó lại rơi vào cái 5 ngày này, rơi vào cái 5 ngày này, cho nên người ta gọi là ấu trùng tuổi lớn đấy nhá. Cái nọ nó liên quan với kia mà. Đấy là cái thời gian mà nó chăm sóc ấu trùng tuổi lớn này là 5 ngày. Thế thì bước sang giai đoạn 4 này. Bước sang giai đoạn 4 là bước giai đoạn tiền nhộng. Là sang cái giai đoạn tiền nhộng. Đấy, giai đoạn tiền nhộng thì khi mà nó chăm sóc ở giai đoạn tiền nhộng 5 ngày thì nó hết thời gian chăm sóc ở giai đoạn tuổi lớn này, nó chuyển sang cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn tiền nhộng thì ông thợ bắt đầu vít nắp, ông thợ bắt đầu vít nắp lỗ tổ, vít nắp các cái con tổ ông thợ ở cái đoạn này là, và cái con nhộng ở trong này nó chuyển thành cái giai đoạn nhộng và tiền nhộng, thì ở bên trong này nó sẽ quay vòng
con nó, ấu trùng đó nó quay lộn 6 vòng để nó còn phải nhả phân. Đấy, còn ỉa hết những cái mà nó ăn uống trong đó, nó nhả phân ra cái đít, ở cái bánh, ở cái lỗ ô vàng đấy. Thì nay vai phân đen đấy. Là nó mỗi một lần thế hệ là nó ỉa phân vào đấy. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn ỉa phân. Nhả hết phân ra. Nhả hết phân ra. Đồng thời nó phải quay vòng 6 vòng để nó lộn. Lộn kém để nó nhả tơ và ỉa phân. Đấy. Thế cái giai đoạn này bác cáo bà con là lúc này thì nó nhả tơ, đồng thời nó sẽ hóa thành một chất lỏng. Cái ấu trùng này nó hóa thành một chất lỏng ở cái giai đoạn tiền nhộng ấy, nó hóa thành chất lỏng lỏng để nó phát triển hình hài cấu tạo lông cánh chân tay mồm miệng. Đấy. Và vũ hóa cắn nắp chui ra lỗ tổ vào ngày thứ 21. Vậy tổng cộng từ trứng đến trưởng thành là 21 ngày. Là 21 ngày. Đấy. Cho nên báo cáo bà con là cái sự ra đời của cấp ong thợ từ trứng đến trưởng thành là 21 ngày như tôi vừa nói trên từng giai đoạn. Thế thì báo cáo bà con là chúng ta theo dõi để mà vận dụng, để mà biết áp dụng. Và thế thì video đến đây cũng kết thúc. Thế phần 2 là bà con chúng ta cũng sẽ đón xem cái sự hoạt động của con ong thợ, sự hoạt động của ong thợ ra đời nó như thế nào trong mật đã đông, nào là lấy phấn, nào là lấy mật về luyện mật luyện hoa, rồi đi lấy phấn như thế nào, và cái sự hoạt động của nó trong cái độ tuổi nó ra làm sao, thì bà con sẽ tiếp thu vào cái video tiếp theo. Đấy. Thế còn bây giờ video tạm dừng ở đây, thì cũng truyền đạt lại cho bà con ngắn gọn, không nói dài, để bà con ta cần hiểu và cần để nhập tâm. Chứ nói nhiều thì bà con ta lại quên mất. Vâng, video đây kết thúc. Bà con ta thấy hay thì chia sẻ và bấm like và theo dõi video tiếp theo là sự hoạt động của con ong thợ nó như thế nào nhé. Vâng, xin chào bà con.